Liên tiếp hai vụ sạt lở đất xảy ra tại xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đã cướp đi sinh mạng của hàng chục người dân. Sự việc xảy ra vào 14 giờ ngày 10 tháng 9 tại bản Cái Trên, thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, xảy ra trận sạt lở đất nghiêm trọng vùi lấp hoàn toàn 8 ngôi nhà và hàng chục người dân. Lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã huy động hàng trăm người để tham gia tìm kiếm cứu nạn. Tuy nhiên, các tuyến đường vào thôn bị sạt lở gần như tê liệt, hàng trăm người phải đi bộ vượt núi vài tiếng đồng hồ để tiếp cận hiện trường. Được biết thôn Nậm Tông có 15 hộ với 80 khẩu sinh sống. Tính đến 15 giờ 30 ngày 13 tháng 9, vụ lũ quét đã làm 10 người chết, 13 người bị thương, 8 người hiện đang mất tích. Tổng số lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn là 225 người, bao gồm công an, quân đội, tình nguyện viên Thành phố Hồ Chí Minh, các lực lượng tại địa phương. Tất cả là có 11 người. Thực ra là đi vào trong đấy cả đi cả về, đường xá rất là khó đi, khó khăn nên là xe thì không được vào đến tận nơi được, nên bọn em là phải đi bộ. Hàng cứu trợ các cứu mọi người là phải vùi từ ngoài đường vào đến cái chỗ cứu hộ đấy, là cứu trợ cho bà con đấy, là cả đi cả về chỉ mất 15 cây đường rừng, đường rất là khó đi, mà vào đến nơi thì cảnh tượng rất là tan hoang, người chết thì nhiều mà bộ đội các cứu làm thì cũng rất là vất vả. Hiện ý kiến chỉ đạo của tỉnh cũng như của sở ban ngành, đơn vị thi công cũng đang tăng cường tập trung tất cả nguồn lực, thiết bị, máy móc của công ty để đảm bảo thông phục vụ cách tốt nhất để cho các đoàn cứu nạn cứu hộ của các vị trên tuyến của mình. Trước đó, vào khoảng 1 giờ ngày 10 tháng 9 tại xã Bản Cái, huyện Bắc Hà, cũng đã xảy ra vụ sạt lở đất làm sập nhà điều hành thủy điện Đông Nam Á Nậm Lúc, khiến 5 người bị vùi lấp. Theo thống kê của chính quyền địa phương, đến 17 giờ ngày 13 tháng 9, số người chết do mưa lũ trên địa bàn huyện Bắc Hà đã lên đến 21 người, bị thương 17 người và hiện 13 người còn đang mất tích. Hiện tại các lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích.